đây. Rồi, tới nhà rồi. Ủa thẻ đâu ba? Thẻ đâu? Trời, thẻ đâu rồi? Ba vừa lấy ra rồi. Ủa thẻ đâu? Ủa thẻ đâu ba? Ủa thẻ đâu? Đây đây đâu à? Ba quên, ba quên. Ở bên con biết là
MC Hương Phương cùng với những thân trai của mình. Ngày hôm nay thì BW Fashion Passport cũng may mắn khi được chào đón những gia đình vừa là vợ chồng son, vừa là vợ chồng bây giờ xin chân thành tỏ chúc thành tỏ đó chính là nghệ sĩ Quốc Cơ cùng với MC Hoàng Phượng và đứa con của mình. Còn như này của chúng ta có thể trước được rồi đó. Ta đang ở Quy Nhơn, tối quá không thấy gì cả. Không thấy gì hết.